Tiếp nối chương trình của Tâm Thức Việt TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính, Ai đứng đằng sau Việt Á. Vụ Việt Á ngày càng lòi ra nhiều chuyện vui. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Test Kit của Học viện Quân y vừa lên tiếng thanh minh về quá trình nghiên cứu khoa học và phủ nhận việc liên quan đến quá trình sản xuất và phân phối kit. Có nghĩa là Học viện Quân y không biết gì về việc sản xuất và kinh doanh test kit của Việt Á, chỉ biết là làm khoa học thôi. Nhưng từ thông tin báo chí có thể thấy mấy vấn đề cần đặt câu hỏi. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học có giá hợp đồng lên tới 19 tỷ đồng. Nhưng kể từ lúc Học viện Quân y nhận đề tài vào tháng 2 năm 2020 mà tới ngày 4 tháng 3 năm 2020 thì đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Như vậy là chỉ cần mất tối đa có một tháng mà coi như đề tài này đã được nghiên cứu thành công. Ồ, các thầy ở Học viện Quân y thật là xuất sắc, trong một tháng cày được 19 tỷ đồng, còn kiếm tiền nhanh hơn là buôn ma túy nữa. Xin lưu ý thêm là quy trình cấp phép của các cơ quan chức năng không bao giờ nhanh như thế được, vì thời gian chờ đợi thử nghiệm cũng mất cả tháng rồi. Cho tới ngày 4 tháng 3 năm 2020, Việt Nam mới có 16 ca dương tính. Ca đầu tiên ở Việt Nam mới được phát hiện từ ngày 23 tháng Giêng năm 2020, thì tháng 2, Học viện Quân y mới nhận đề tài khoa học. Mà chủ nhiệm đề tài là tiến sĩ Hồ Anh Sơn nói rằng đã nghiên cứu từ lâu trước khi nhận đề tài. Nhưng với mốc thời gian trên thì nhóm nghiên cứu không thể nghiên cứu trước ngày 23 tháng Giêng được. Tức là quá trình nghiên cứu để ra được cái giấy phép của Bộ Y tế cũng chỉ loanh quanh trong vòng có một tháng mà thôi. Và họ cũng chỉ dùng được mẫu bệnh phẩm của 16 ca đang điều trị đó để mà xét nghiệm. Vấn đề tiếp theo là đề tài nghiên cứu khoa học dùng tiền ngân sách nhưng lại chuyển cho một công ty tư nhân để mà thương mại hóa và bán với cái giá cắt cổ. Test kit của Việt Á, bộ xét nghiệm của Việt Á có giá thuộc loại cao nhất trong số các bộ xét nghiệm lưu hành trong thời gian qua. Tại sao lại là Việt Á mà không phải là một công ty của nhà nước nào? Để có thể giảm chi phí tối đa phải không nào? Học viện Quân y liệu có thực sự là không biết gì về việc sản xuất và phân phối của Việt Á không? Họ mất công nghiên cứu, lại là chủ nhiệm của đề tài, mà hồn nhiên để cho thằng nghiên cứu phụ, mà ở đây chỉ có 4 người tham gia cái nhóm nghiên cứu, đem thương mại hóa chất xám của mình mà không thu tiền bản quyền à? Hoặc nhà nước phải thu tiền bản quyền từ Việt Á chứ phải không? Vì đây là dự án dùng vốn ngân sách để nghiên cứu cơ mà. Từ các cái câu hỏi trên, kết hợp với thông tin về việc sản xuất cũng siêu nhanh với diện tích xưởng chỉ có 10m² của Việt Á, thì chúng ta hoàn toàn có quyền suy đoán là ngay cả đề tài nghiên cứu khoa học này cũng được bịa ra để mà đẻo 19 tỷ đồng ngân sách. Vì làm gì có tiến sĩ nào giỏi đến cái mức mà nghiên cứu bộ xét nghiệm được chỉ trong vòng một tháng, cả thời gian chép đề và chấm bài. U là lá. Khả năng lớn là toàn bộ đề tài nghiên cứu khoa học này được nhập khẩu từ nước bạn. Rồi sau này, thương mại hóa cũng y chang, nhập nguyên vật liệu từ Trung Quốc về rồi pha chế, rồi dán tem, rồi hô biến thành sản phẩm của Việt Nam. Chúng ta có thể có quyền dự đoán thế bởi vì dịch bùng phát tại Trung Quốc là từ tháng 12 năm 2019 và chắc chắn Trung Quốc đã làm ra cái bộ xét nghiệm test kit đầu tiên thì mới phát hiện ra được bệnh nhân phải không nào? Có lẽ Việt Á đã liên hệ với Trung Quốc để nhập nguyên cái đề tài nghiên cứu khoa học này về cùng với nguyên vật liệu để mà thương mại hóa. Thì mọi việc mới có thể diễn biến nhanh như chảo chớp thế này. Chính vì cái sự thiếu minh bạch về nguồn gốc nghiên cứu và sản xuất này, cho nên Tổ chức Y tế Thế giới mới không thể phê chuẩn cho test kit của Việt Á. Nhưng vì với tầm nhìn xa là đại dịch sẽ bùng phát, nên Việt Á đã đầu tư vào cái canh bạc test kit bộ xét nghiệm này bằng cách chạy thủ tục hết toàn bộ các cơ quan chức năng, đạo diễn toàn bộ việc nghiên cứu khoa học, chạy các cái cửa như là Viện Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ để mà tạo niềm tin cho khách hàng. Mình không dám chắc là đề tài này được mua 100%, nhưng cũng có thể mua dưới dạng mã nguồn mở, tức là cái gọi là nghiên cứu kia đã dựa trên một nền tảng có sẵn rồi. Đại khái như là BKAV thiết kế hệ điều hành của bướm phone, tức là B-phone dựa trên cái mã nguồn mở Android.
Trên đây á, mình chỉ sâu chuỗi và suy đoán nên cũng có thể sai. Anh em công an á, thì có thừa nguồn lực để điều tra xem có đúng như vậy hay không. Trước mắt là xem ai sở hữu 80% cổ phần của Việt Á là sẽ biết ngay ai đứng đằng sau vụ này, ai là trùm cuối. Mình dự đoán 80% cổ phần đó có thể sẽ chia sẻ cho Học viện Quân y này, Bộ Y tế này, Bộ Khoa học Công nghệ này, bác nào đó ở Bộ Chính trị, thậm chí cả tác giả gốc của cái đề tài khoa học ở bên Trung Quốc cũng có cổ phần luôn. Thành phần lộ mặt chỉ nắm giữ có 20% cổ phần thôi, nhưng bây giờ thì đang bị các bên liên quan đổ hết tội cho. Với 4.000 tỷ đồng doanh thu thì dự tính tối thiểu cũng phải có lợi nhuận cỡ 1.000 tỷ đồng. Vậy 800 tỷ đồng kia là của những ai? Đồng chí nào sẽ bị lôi ra ánh sáng? Đồng chí nào sẽ được núp tiếp để mà thương thuyết những cái chuyện lớn hơn? Hạ hồi phần dạy. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.